Chị ơi, về cái dáng mũi hiện tại mà bác sĩ Nhung vừa mới làm xong thì chị thấy thay đổi hơn chút nhiều không chị? Dạ có ạ. Dạ, gần như là cái phần đầu mũi của khách hàng bác đã dựng trụ nâng cao và kéo dài hơn mũi cũ rất là nhiều nha cả nhà. Bên em cũng sẽ kèm cái hình ảnh trước làm ở phía bên dưới để cả nhà cùng so sánh sự khác biệt trước và sau nhé. Em xem đi, mình có thay đổi gì mình thay đổi lúc này luôn. Khi mà làm mũi tại phòng khám này nó còn xuống xíu nữa ha. Dạ. Thì cả nhà thấy là lúc nào khách hàng cũng sẽ được ngồi dậy xem dáng mũi trước không nha mọi người. Tại thời điểm này thì mình có thể chỉnh sửa cao thấp theo mong muốn mình được nha mọi người. Này là hết cỡ của em rồi. Phải xuống xuống chứ lên không nổi nè. Được nha. Rồi, bây giờ thì khách hàng đã đồng ý với dáng mũi này rồi và chuẩn bị nằm xuống và bác sĩ khâu lại nữa là xong nha cả nhà. Nếu như mà các anh chị nào mà thích dáng mũi của bác sĩ Hoàng Nhung thì có thể đặt lịch hẹn để đến bên em tư vấn trực tiếp nha mọi người. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi livestream kế tiếp của phòng khám.